Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lau nhà, thì cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Thì em lên nhanh thôi. Đấy. Bác lên cho em cái mẫu này là nó là một cái mẫu đây. Đấy, cái này nó rất là tiện ích luôn, các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đó. Sau đó thì đây thì hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, đây, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, có bánh xe để các bác có thể đẩy đi này, bánh xe đẩy đi này. Có cho các bác là hai cái mút để lau luôn. Đấy, một cái mút bông, một cái mút len như này. Đó. Và bàn xoay bàn xiếc rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lắp vào là sử dụng thôi. Đây, lắp vào đây là sử dụng này. Và cái này có thể cho dài ra như này này. Đấy. Xoay xiếc rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là một cái mã sản phẩm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây. Đấy, tay nắm các thứ cầm rất là ngon nhá. Đây. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Mã này thì các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá của nó sẽ là 250.000. Con này thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Dùng rất là thích luôn, thùng lau nhà 250.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi tách nước này. Con này thì các bác cũng lắp vào cho em. Đó. Đây. Nó có ba cái đoạn tay cầm như này. Đấy, các bác cho vào đây, mình xoay là nó sẽ tự tách nước cho các bác luôn. Thì con này lên cho em là chổi tách nước nhá, chổi tách nước. Giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Lên cho em là chổi tách nước 180.000. Đây. Đấy, lắp vào nó đúng như trên hình như này các bác này. Đây. Lắp vào khi các bác lau nó sẽ tách nước cho các bác luôn. Đấy, nước bẩn nước sạch nó sẽ tách ra làm đôi rất là tiện ích luôn. Con này thì thùng của nó cũng rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, nó sẽ có quai sách như này rất là tiện luôn. Đấy, tách nước xong thì nước bẩn nó sẽ xuống dưới, thì các bác xả ra cái khay này cho em. Lên cho em là chổi tách nước nhá. Giá của nó sẽ là 180.000. 180k cho một cái mẫu chổi tách nước như này. Tiếp theo thì các cái mẫu đồng hồ thì bên shop lại tiếp tục về. Cái này kiểm tra chưa? Đúng loại hết rồi gì? Con này thì sẽ là đồng hồ hả? Con này sẽ là đồng hồ cơ La Mã nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này. Con này giá của nó sẽ là 470.000. Đó, đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã như này. Đấy, automatic tự động, hàng siêu đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k nhá. 470.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Đấy, đồng hồ cơ La Mã này. Đấy, cơ La Mã nhá. Giá sẽ là 470k này. 470.000 cho con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá của nó sẽ là 300.000. Em sẽ có một con mặt đen và một con mặt vàng. Đấy, một con mặt đen, con mặt vàng như này. Giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Con này thì đồng hồ này nó sẽ là dòng chạy pin nhá. Chạy bằng pin. Đó, đồng hồ Rolex. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 một con. Có mặt đen, mặt vàng cũng nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ Orin nhá. Đấy, con đồng hồ Orin như này. Con này thì 260.000. Đó. Con này các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, SK Orin giá sẽ là 260.000. Con này thì siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn. Cũng chạy bằng pin nhá. Có đầy đủ giờ giấc, lịch các thứ đàng hoàng cho các bác luôn. Giờ lịch các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 260.000. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. SK giá sẽ là 260k nhá. 260.000 một chiếc. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu đồng hồ như vậy, 4 mẫu đồng hồ như vậy các bác nhá. Đây, đồng hồ Rolex này, Rolex mặt đen mặt vàng nhá, mặt đen mặt vàng. Đó, 300.000, đồng hồ SK 260.000 và đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã thì sẽ là 470.000 cho con cơ La Mã như này. Đấy, 470.000 cho con cơ La Mã. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá. Xịt chuột của Nhật thì sẽ là 35.000 và xịt chuột của Thái thì sẽ là 45.000. Đấy, đều là dùng để xịt chuột hết nhá. Xịt chuột của Nhật là 35.000, xịt chuột của Thái là 45.000, chuyên để xịt chuột nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây các bác quan sát này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau đầu này, 90.000 một hộp như này. Cũng là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau đầu. Bác nào bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Thuốc trị đau đầu 90.000 một hộp nhá. Hàng của OTC của Nhật này. Đấy, 90.000 một hộp thuốc trị đau đầu nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con vòi nối nhá. Đấy, một con vòi nối như này giá sẽ là 70.000. Các bác về các bác xoáy vào các cái đầu nguồn nước cho em. Đó,
có điều chỉnh các cái chế độ nước này. Đấy, lên thì em là vòi nối nhá, giá sẽ là 70.000 cho một con vòi nối như này. Về xoáy vào cái đầu vòi nước này, các cái đầu vòi chậu rửa các kiểu này. Đó, để các bác có thể vừa ngót nghéo vừa tạo tia nước, 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, made in Dubai này. Một hộp này của nó thì sẽ là có 5 hộp nhỏ nhá. Một hộp có sẽ có 5 hộp nhỏ như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. 60.000. Đây nó sẽ là dòng nước hoa chiết, nó nhỏ và ít thôi. Đấy, nhưng mà mùi của nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn nhá. Đó. 60.000 cho một 60.000 cho một lọ như này, một lọ này 60.000 cho một hộp này, một hộp này của nó sẽ là bao gồm là 5 lọ made in Dubai nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa Dubai 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bút lông nhá, bút lông 20.000 ba cái, và một hộp này là 10 cái là 50.000, 2 4 6 8 10. Hộp này 10 cái là 50.000. Đây, em đang viết đây, cái viết rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bút lông, đây cái bút em đang viết đây. Đó, 20k nhá, 20k là bằng 3 cái này. Đó, và 50k là sẽ là bằng 10 cái luôn. 50k là 10 cái nhá, tức là một hộp này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vật pickupon nhá. Đấy, 150.000 cho cái bộ vật pickupon như này. Đấy, để cho các bác chơi. Con này thì đa di năng. Đấy, không những là chơi một vật này thì sẽ có một đôi vật này. Đấy, chơi rất là ngon luôn nhá. Đấy, chơi rất là ngon luôn các bác thấy không? Để các bác chơi đánh rất là ngon luôn. Đó, 150.000 một bộ, bao gồm là hai vật và 4 quả cầu. Để các bác có thể thoải mái chơi với nhau rất là tiện ích luôn. Đấy, vật pickupon 150.000. Tiếp theo thì sẽ là cái con massage cổ vai gáy nhá, 320.000 cho con massage cổ vai gáy như này, 320k, chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì cái phím nguồn này là nó sẽ chạy này. Đấy, chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấn một phát là nó tắt, còn khi bật thì giữ lì cho em. Các bác đeo vào cổ cho em nhá, đeo vào cổ, đeo vào vai và gáy cho em rất là tiện luôn. Massage cổ vai gáy 320.000. Tiếp theo nó sẽ là một con nồi cơm sáp nhá, nồi cơm sáp. Hàng thì nó sẽ có lô màu trắng, có lô màu đen. Giá sẽ là 500.000 một chiếc. Hàng của thương hiệu sáp của Nhật, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Nồi cơm sáp dùng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Sản phẩm thì sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Cáp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, mâm thì rất là dày các bác này. Nồi siêu dày luôn, nồi siêu dày các. Nồi này của nó dày lắm, nồi dày chống dính nhá. Và cái chế độ của nó là nó sẽ là cái dòng mà nồi theo kiểu là nồi đất như này. Đấy, thì giữ nhiệt rất là tốt nhá. Đấy. Có âu đông gạo, có môi đàng hoàng. Đây, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đó. Đấy. Rất là ngon lành như này các bác nhá. Đó. Thương hiệu sáp này. Đấy, lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500k. Đấy. 500.000 cho mấy em nồi cơm sáp như này. Nồi này dùng thì miễn chê luôn, rất là ngon lành cành đào luôn các bạn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500.000 cho một cái con nồi cơm sáp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo này. Đấy, đây nó sẽ làm con giá vo gạo như này. Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Giá vo gạo inox 90.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá, tính cái viền này nhá, phủ bì nhá. Đó. Khi các bác vo gạo thì gạo rót nước nó sẽ đọng ở đây, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là giá vo gạo, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì ổ điện xanh trắng nhá. Đấy, ổ điện xanh trắng đây. Con này thì rất là tiện luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chân cắm USB và 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 5 6, 3 chân cắm USB, 6 ổ cắm. Đây, có công tắc đóng ngắt rất là tiện luôn. Đó, 3 chân cắm USB luôn, rất tiện nhá. Lên mã giúp cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là đi lên cho em là ổ xanh trắng nhá. Ổ xanh trắng có lô thì về màu xanh, có lô thì về màu trắng. Lên cho em là ổ xanh trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ cắm xanh trắng như này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đuôi nhá. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Con này sẽ là 55.000. Còn con không đấu dây thì sẽ là 60.000 này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu thì đuôi cảm biến hai đầu thì về nhà các bác xoáy quả bóng cũ, sau đó thì xoáy cái bóng mới vào đây là có cảm biến. Có người đi đến nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt nhá, 60.000 nhá. Còn con này là 55.000. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Đấu dây cho em. Đấy, nó sẽ có sẵn dây ở đây, các bác phải đấu dây. Thì con này là 55.000. Các bác muốn mua loại nào cũng được, mua loại đấu dây cũng được, mà mua loại sẵn được đều là đuôi cảm biến hết, cảm biến chuyển động nhá. 60.000 và 55.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lưỡi cắt sắt nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox. Lưỡi bên em bán là lưỡi xịn, lưỡi đỏ.
Còn nhiều chỗ họ bán cho các bác nó là cái dòng lưỡi xanh, lưỡi vàng thì nó rẻ hơn. Lưỡi đỏ này là hàng lưỡi đắt tiền nhất đây. Kích thước của nó này, 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Hàng lưỡi đỏ cao cấp của Nhật nhá. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. Đấy. Mua lẻ sẽ là 70.000 một chục nhá, 70k trên 10 viên. Đấy. Còn là các bác mua theo combo thì nó sẽ là như sau. Đấy. Mua combo thì một vỉ này là 25 viên. Đấy. 25 viên thì sẽ là đi 25 viên này. 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130.000, 130k. Đấy. Còn nếu các bác mua là đi 50 viên. 50 viên thì giá của nó sẽ là 230.000 và bên em bao ship. Còn nếu mà mua 100 viên nhá, 100 viên thì nó sẽ là 100 viên một hộp thì nó sẽ là bán lẻ là sẽ là 7k một viên nhá. Đấy còn mua 25 viên là 130 này. Đấy, 50 viên là 220.000 thôi, 220.000. 100 viên là đi 380.000 nhá, 380.000. Đấy tính vào chỉ có 3.800 một viên thôi. Đấy các bác mua là nếu 100 viên thì 3.800, nó còn mua lẻ sẽ là 7k. Và bên em bán là từ 33 lưỡi trở lên nhá. 3 lưỡi thì tính cho các bác là 20.000 3 lưỡi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là cái máy mài gót chân nhá. Con này các bác chuyên dùng để mài gót chân rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, đẩy lên cho em này. Mài gót chân này hoặc các cái phần tay các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, da bị khô này. Đấy, bong chốc này. Các bác mài đi cho em, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Mài này, đấy các bác xem. Các cái phần chân của các bác bị khô nứt nẻ mài đi cho em rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào. Có kèm củ sạc các thứ, à dây sạc rồi thêm một viên đá nữa. Đó, giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đấy, 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia con dao. Các bác lên mã giúp cho em đó là con thái lỗ này, hàng của thương hiệu Kai của Nhật đây. Đấy, Kai made in Japan này. Đó, đây, rất là xịn sò luôn. Lên cho em là dao thái lỗ nhá. Con này thì siêu bén rồi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Một con dao thái lỗ như này giá chỉ có cho các bác là đi 120.000 thôi. 120.000 con dao thái lỗ như này. Dao rất bén và ngon luôn. Dao thái lỗ 120k. Rồi, ok. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là chổi các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về dày dẫn chắc chắn hơn. Hàng của công ty dày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này. Và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250k. 250.000. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 mét chiều dài của nó thì khoảng từ 1,3 m đến 1 m tầm 1,3 m đến 1,1 m đến 1,3 m thì đấy các bác nhá. Đấy các bác lắp cái này vào đây cho em. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1 m tầm khoảng 1 m 2,3 m rồi. Đấy các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác là các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000 đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa.
tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bác này. Rất ngon lành luôn đó nhá. Đó. Các bác cho nước cho xà bông các kiểu đã con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Giá sẽ là 250 nghìn. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 250 nghìn thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bác. Đấy, 250 nghìn. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k, 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch này, đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó. Thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo. Đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, alo. Alo, 1 2 3 4. Alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy. Tắt đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chịch chịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhá, không ăn da. Đây các bạn này. Đấy.
không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này. Cữ này thì các bác chỉ cần là để cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đấy đấy các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ để cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy, đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhé. Cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá này, các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy, khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy, thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, vào cho em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Bên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá, Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp cho em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhé, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhé. Các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhé. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn đây các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy. Chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k.
Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong cái khu vực như là tủ bếp này rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán con rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy. Lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy. Môi xúc đá lạnh ấy, đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm kẹp dòng. Giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000, con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000. 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái, tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3 đến 5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này. Treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là
bán tri ân thôi chứ còn không có lãi là gì đâu nhá. Đèn mọng, đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn, công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy, hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó. Hũ tam bầu nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy, lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này, nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi, 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá, tam bầu vàng và tam bầu đồng, giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bạn. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhé. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá, đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng, không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính meca như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20cm nhá, nhỏ 20cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi các bác nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20cm, giá sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhé. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này. Đấy, một điện thoại Nokia này. Một điện thoại Nokia như này. Một viên pin nhá. Một điện thoại, một pin và một cáp sạc. Nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác, điện thoại, SIM và cáp sạc. Và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn. Và có cho các bác là hai khai SIM nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy ra cho em. Đấy, lắp SIM vào, hai khai SIM, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng Việt Nam nhá. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một SIM.
và một pin như này nhá. Combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000. 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá. 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá. Giá sẽ là 700k. Đó. Bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức. Nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá. 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá. Cọc trước 200.000, nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này. To nhất này. Hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Các bác có thể đun đa chức năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quai lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Và theo, khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính, đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây. Rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chỉ trịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá. Có vung hết nhá, chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món 700.000, cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá. 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá. 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con fit đun sôi này, fit đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là fit đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là fit đun sôi nhá. Fit đun sôi, hàng của thương hiệu Cuckoo này. Đó, Cuckoo. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Điện 220V và 1300W. 180.000. 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000, con này hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò rồi. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, đây, điều khiển của nó đây này. Đấy. Giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá. Pha trà, pha cà phê, các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này.
đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi, rất là tiện đấy, có khách có khứa tiện lắm đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây, thông số con này các bác này, 2000W 50Hz 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy, ấm siêu tốc Đức nhá, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó, bình 20 2 lít 80k, 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn, 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhé, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít, đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này, pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra của WeShip và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm rất hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mẫu bếp ga coi nhá, bếp ga. Đó. Bếp này thì nó sẽ là bếp ga và nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là màu đen mặt kính cường lực và một mẫu là màu trắng mặt thép nhá. Đấy, nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Đó. Đây, ở đây là cái chân khay của nó này. Khi bên em gửi cho các bác thì cái chân chắn gió này nó sẽ rời, về nhà các bác lắp đặt vào cho em. Đấy, và nó sẽ gấp lên gấp xuống được như này các bác nhá. Đó. Gấp lên gấp xuống được như này. Rất là tiện dụng luôn. Khi mà các bác lau chùi rửa ráy nó rất là tiện dụng này. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn đây. Đấy. Cái này thì khi các bác sử dụng thì mình chỉ cần là nhấn như này thôi, nhấn xoay như này là nó sẽ chạy nhá. Đấy, hai bếp như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, kia cổng lắp ga này các bác này, cổng lắp ga đây. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đây, các cái thông số của nó này. Đấy, các thông số của nó đây. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, các thông số của nó đây. Đấy, các bác xem cái thông số của nó này. Đó. Đây. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng này thì nặng lắm. Đấy, hàng của Nhật này, Tokyo Japan này. Đó, Tokyo Japan nhá. Đó, hàng Tokyo Japan của Nhật. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là bếp ga đại nhá. Bếp ga đại, giá sẽ là 1.850.000. Đấy, bao ship và các bác phải cọc trước 200 thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước 200 thì mới đi đơn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đôi pin đây, một cái đôi pin này, một cái đôi pin như này. Đó. Đôi pin này về nhà các bác lắp vào cho em. Đó. Các bác lắp vào cái phần đánh điện ở dưới này. Đây nó có cái phần hai cái hộp pin này các bác này. Đấy, nó có cái phần hai cái hộp pin này các bác nhá. Có cái phần hai cái hộp này. Hai cái này để các bác lắp pin vào. Lắp pin vào cho em. Đó, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác rồi. Mặt của nó là mặt kính cường lực nhá. Mặt kính cường lực cực kỳ là ngon lành luôn. Các bác thấy không? Đó. Mặt kính cường lực rất là ok luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là mặt kính cường lực nhá. Chiều dày của nó thì vào khoảng là 8 ly nhá. 8 ly, gần 1 phân. Đó, còn đây thì dòng này của nó sẽ là dòng mặt bằng thép trắng không gỉ nhá. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào cho em thì lấy. Đó, có hai mẫu cho các bác lựa chọn, hai mẫu như này. Đó. Các bác lên cho em là bếp ga đại nhá. Thì em sẽ đo cái thông số cho các bác xem. Đây em đo cái thông số cho các bác xem nhá. Đó. Con này thì cái chiều dài của nó sẽ là 75 này. Chiều dài là 75 nhá, chiều dài 75. Đó. Chiều rộng của nó thì sẽ là đi 43. 43. Đấy, và cái chiều cao của nó thì nó vào khoảng gần 10 cm. Chiều cao gần 10 cm. Đó. Đó là cái mã. Các bác lên mã giúp em là bếp ga đại nhá, 1.850.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bông lúa các bác này. Đây. Đây nó sẽ là một cái bông lúa như này. Thì em sẽ cắm điện test thử cho các bác xem. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Hai số điện thoại em để dưới hai góc màn hình đây thì các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Đấy thì đây, cái bông lúa vàng như này. Thì bông lúa vàng này chiều cao của nó là tính cả cái phần chân này là chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là đi 2 4 này,
6 nó vào khoảng là 65 đến 70 cm nhá. Và một bó này thì nó sẽ có tổng cho các bác là 10 cành. Đấy, một bó này là 10 cành và nó có nguồn trực tiếp như này rồi. Có cái nguồn trực tiếp này rồi, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Cắm trực tiếp điện 220 là ok nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng giá sẽ là 130.000 trên một bó. Đây. Khi em gửi cho các bác là nguyên đai nguyên kiện 130.000 một bó như này. Có sẵn nguồn của nó sẽ là nguồn cắm điện 220V nhá. Điện 220V các bác cắm trực tiếp cho em. Đó, và một bó như này, một bó như này. Màu sắc thì nó rất là đẹp như này, thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ các thứ rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, một cái bó lúa như này lên màu khi mà điện nó lên thì rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể cắm thành chùm hoặc là các bác có thể cắm trang trí ở ngoài sân vườn thì mình có thể cắm rải ra. Đấy, tại vì cái này khi mà các bác dở ra thì nó sẽ có khoảng cách nhất định. Một cây của nó thì nó sẽ có khoảng cách là vào khoảng là mấy chục phân đấy. Đây. Đấy, nó có khoảng cách như này, tầm khoảng 3 40 phân một cây. Thì tùy theo các bác có nhu cầu sử dụng như nào thì các bác sử dụng thì các bác ấy vào cho em. Đấy. Các bác nhu cầu sử dụng như nào thì các bác cắm vào cho em. Đó, nó sẽ có chân cắm như này. Các bác có thể cắm vào lọ lục bình ở ban thần tài này hoặc là cắm vào sân vườn này, nói chung là cắm vào đâu cũng được. Tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác thôi. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp em đó là bông lúa vàng nha. Bông lúa vàng giá sẽ là 130.000 một bó này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái áo sưởi mùa đông nhá. Áo sưởi mùa đông 450.000 bên em bao ship này. 450.000 bên em bao ship. Thì nó sẽ là một con áo kèm pin luôn. Đó, đây nó sẽ là một cái áo như này. Thì mùa đông các bác mặc vào rất là ấm luôn nhá. Đấy, một con áo như này này. Đấy, một con áo như này. Kèm thêm cho các bác là một cái viên pin nhá. Một cái viên pin. Lên cho em là áo sưởi nhá. Áo sưởi. Một viên pin và một cáp sạc luôn, một viên pin một cáp sạc. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đấy, hàng của Nhật này, của thương hiệu Taki Japan này, đó, Taki Japan. Dung lượng pin của nó thì sẽ là 20.000 mAh nhá. Và có chân sạc như này để các bác cắm sạc này. Đấy, có các cổng chân sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, và ở túi này thì nó sẽ có cho các bác là một con nguồn như này để các bác cấp điện cho nó này, cấp điện cho nó, cắm ở đây cho em. Đó, các bác cắm vào cái chân nguồn này cho em này. Đấy, các bác cắm ở đây cho em. Sau đó thì mình bật nguồn lên thôi. Đây, ở đây nó sẽ có nút nguồn này, các bác bật nguồn lên cho em. Đó, bật nguồn lên cho em, nút nguồn ở đây. Đó, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn nha. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em nhé. Cắm sạc vào cho em là ok, bật nguồn lên. Đó, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn, bật nguồn lên. Dung lượng pin của nó là 20.000 mAh, pin cực khủng luôn. Đó. Đây, bật nguồn lên các bác này, đây. Đấy, pin nó sẽ lên này các bác này. Đấy, như này là đang hoạt động rồi này. Pin lên rồi nhá. Pin lên như này đang hoạt động, có báo pin rồi. Đó. Và các bác để vào cái túi này cho em luôn. Bỏ vào cái túi này. Đó, sau đó thì mình mặc vào. Nó sẽ giữ ấm cho cơ thể rất là tốt luôn. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem luôn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mặc thử cho các bác xem này. Đấy, mặc vào. Rất là ngon luôn đây. Đấy, con này thì là em đã gì rồi? Em đã cho điện vào rồi. Đấy. Thì các bác cứ thế là mình mặc vào thôi. Mặc vào sau đó thì mình cài khuy vào cho em. Đó. Các bác xem kênh yêu quý em thì hãy dành ra cho em 30 giây nhá, nhấn like. Đấy, nhấn like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ em. Đó, đây. Và các bác cứ mặc như này thôi. Mặc như này sau đó thì mình sẽ mặc thêm các cái loại áo phụ nữa ở bên ngoài để cho nó giữ ấm cho cơ thể nhá. Đó. Và khi các bác mặc vào thì là nó sẽ giúp làm nóng cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, cái viên pin này thì nó cũng không đến mức là quá nặng đâu. Thì các bác cứ để trong túi này là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là áo sưởi nhá. 450.000 cho cái áo sưởi như này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, mùa đông chuẩn bị đến rồi. Và các bác cũng nên sử dụng cho mình một cái áo sưởi như này để giữ ấm cơ thể này. Đấy, khi các bác ra ngoài hoặc ở nhà hoặc là buổi tối đi ngủ thì mặc vào. Cái này thì nó có cái độ giãn nhá, có độ giãn cho nên là các bác mặc cũng ok thôi. Đấy, người em thì là 70 cân, 70 cân mình em mặc, còn rộng như này thì các bác 8-90 cân cũng mặc ok nhá. 8-90 cân cũng mặc ok. Kể cả nếu các bác mặc, nếu bác nào mặc chật thì các bác mình không cần phải kéo khóa nữa. Đấy, mình có thể để giãn nó như này được, để giãn như này cho nó ok hơn. Đó, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Các bác lên mã giúp em đó là áo sưởi nhá. Áo sưởi 450.000, có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cái cáp sạc như này. Và hàng của thương hiệu Taki của Nhật nhá. Taki của Nhật đây. Đấy, Taki Japan qua này. Đó. Taki Japan của Nhật, hàng của Nhật, nội địa Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Nhật thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, độ chất lượng của nó thì khỏi bàn rồi. Từ những cái chất áo này,
Bình thường nếu các bác mua một cái áo xịn như này để về mình dùng không thôi, nó cũng đã mất vài trăm nghìn rồi nhá. Mà đây cả pin luôn. Bên trong của nó sẽ là một cái lớp nỉ này, nỉ bông rất là mịn này, nỉ bông rất là mịn luôn. Đó, rất là êm ái nhá. Đó. Và khi các bác sử dụng thì đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy, nút nguồn đây. Các bác cắm cáp vào sau đó thì bật cái nút nguồn này lên cho em là ok nhá. Bật nút nguồn này lên là nó sẽ tính năng sưởi nó sẽ lên, nó giữ ấm cho cơ thể luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là áo sưởi giá sẽ là 450.000. Tiếp theo bên shop về cho các bác một cái mẫu sưởi nữa. Đó là quạt sưởi nhá, quạt sưởi 140.000 thôi. Con này thì nó sử dụng điện 220V. Đấy, đây, lên cho em là quạt sưởi nhá. Sử dụng điện 220V. Các bác có thể cắm trực tiếp điện vào để mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, lên mã giúp cho em đó là quạt sưởi nhá. Giá sẽ là 140.000. Thì các bác chỉ cần về rút cái này ra, cắm điện 220V nhá. Sau đó thì các bác nhấn công tắc này cho em này. Đấy, đây. Cắm trực tiếp điện 220V như này, em cắm điện này. Đấy, cắm điện. Sau đó thì các bác nhấn cái công tắc này. Đây. Đấy, sau khi cắm điện thì các bác nhấn cái công tắc này cho em này. Đây. Đấy, có cái công tắc sau này các bác nhấn lên này. Đấy. Đây. Các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Con này thì nó có cả điều khiển luôn, có cả điều khiển luôn các bác nhá. Đấy. Cắm một phát là nóng luôn các bác này, cắm một phát là nóng luôn. Đó. Đây. Và có cả cái phím nguồn đây này. Đấy. Nó sẽ báo nhiệt độ cho các bác này. Đây. Nó đang chạy này. Đấy, cái này của em thì nó hơi bị lỏng một tí. Đây các bác này. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Đấy, gió nó kêu ù này. Đấy. Cái này nó có báo nhiệt luôn nhá, có báo nhiệt luôn. Đây, nhiệt độ của nó đang là 25 độ này. Đấy, 25 độ nhá. Có báo nhiệt luôn. Và cái này thì chạy một phát là nóng luôn. Chạy phát là nóng luôn các bác nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Và cái phím nguồn này thì rất là tiện này. Nó là cảm ứng nhá. Các bác có thể bật lên và xuống cảm ứng như này. Có đèn báo luôn. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 140.000 thôi. Con này thì dùng rất là tiện. Các bác không dùng nữa thì mình có thể là mình rút ra, tắt nguồn đi. Đó, đây nó sẽ có cái nút nguồn này các bác này. Đấy. Tắt đi, bật lên ở đây. Và nút nguồn ở đây nữa nhá. Cắm một phát là nóng luôn. Các bác thấy nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có một cái quạt như này để nó thổi nhiệt ra. Và con này thì dùng rất là đã luôn nhá. Đấy, dùng rất là đã luôn. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái con quạt sưởi như này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt sưởi nhá. Quạt sưởi 140.000 một chiếc. Có cả điều khiển cho các bác luôn. Con này thì các bác nên dùng. Đấy, chuẩn bị vào mùa rét rồi. Chuẩn bị mùa rét đến nơi rồi các nhá. Chuẩn bị đang có không khí lạnh rồi thì các bác cứ mua dần đi. Đó, có tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ ở đây và có cả hiện giờ luôn. Đấy. Thì nó sẽ là khá là đầy đủ các cái tính năng cơ bản cho các bác luôn nhá. Đó. Đầy đủ các tính năng cơ bản cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên cho em. Các bác thấy không? Đó. Bật nguồn thì đơn giản thôi. Đấy, đây tắt nguồn đi này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy, tăng giảm này, tăng nhiệt độ lên này. Các bác muốn nhiệt độ bao nhiêu thì các bác tăng lên cho em này. Đấy, em đang tăng lên 31 độ này, 32 này. Đó. Và giảm ở đây này. Và có hiện giờ nhá, hiện giờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng này. Hàng cực kỳ thông minh luôn. Ngoài ra các bác có thể dùng qua điều khiển này nhá. Tắt đi này. Đó, rất tiện ích nhá. 140.000 cho cái con quạt sưởi như này. Giá siêu hợp lý cho các bác rồi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái quạt sưởi mà cái giá nó quá là hợp lý như này. Giá quá hời như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khóa của Đức nhá. Khóa của Đức. Một cái bộ như này thì bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, 4 chìa. Và dòng này thì nó sẽ là cái dòng chìa tròn và chống cắt nhá. Chìa tròn chống trộm chống cắt cho các bác luôn. Đây. Đấy. Hàng của Đức thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy. Chống trộm chống cắt to như ngón tay cái các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đấy, thì khi mà các bác đã khóa vào thì không thể bập vào đâu được. Và có 4 chìa cho các bác sử dụng luôn. Chìa là chìa tròn, hàng made in Germany này. Made in Germany, hàng của Đức luôn. Đó. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái ổ khóa Đức như này. Lên cho em là khóa Đức 130.000 nhá. 130.000 một cái bộ ổ khóa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220 luôn. Đó. Sử dụng trực tiếp điện 220. Đây em sẽ xay cho các bác xem. Đó. Đấy nhá. Đó. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 luôn. Sau đó thì các bác đặt cho em là vào cái phần ấy này nhá, vào cái phần lẫy này. Đấy, sau đó thì nhấn xay này, đây. Đấy không? Đấy, các bác có thể xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều này, xay các loại hạt đều ok hết nhá.
lên cho em là máy xay khô, giá sẽ là 120k nhá. 120k. Đấy, 120.000 cho con máy xay khô này. Máy xay khô nhá, xay khô. Đó, máy xay khô 120.000 một chiếc thôi. Sử dụng điện 220V. Khi các bác sử dụng thì nhấp đậy cái nắp này vào đúng cái lẫy này cho em này, sau đó thì nhấp là nó xoay. Xoay cực kỳ nhạy luôn đấy. Gạo các bác này, gạo đỗ lạc xay được hết nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý rồi. 120.000 cho con máy xay khô như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Máy xay khô 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy rót rượu này, máy rót rượu nhá. Đấy, 270.000 cho con máy rót rượu như này. Thì nó sẽ có 3 bộ phận. Thứ nhất là một thân máy này, một thân máy như này nhá. Một cái khay để các bác đựng rượu này và cái khay nhựa này để các bác cho đá vào dưới nhá. 270.000, máy rót rượu tự động. Đó, 270.000 thôi. Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, các bác mua về để mình nhậu nhẹt thì mình rót rượu nhá. Đấy, các bác cho rượu vào đây cho em. Cái chén này là của em nhá. Các bác bật nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì chỉ cần đặt vào đây là rượu nó tự chảy này. Đó, bác thấy không? Đó, tăng lên một chút nhá. Đây. Đấy. Cái này là cái chén của em nhá. Chén này để em test thôi chứ còn là khi các bác nhận hàng thì nó chỉ có máy thôi. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đều như vắt chanh luôn, hai chén các bác này. Đó, hai chén này. Đấy, tắt đi bật lên này, đấy nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên sau đó thì mình đẩy cái thông số lên một chút để chọn cái lượng rượu này, đặt vào này. Đó, các bác thấy không? Đó. Rất ok luôn. Đó, đây, rất ok nhá. Đây, hai chén bằng nhau tan tát nhá. Chén chú chén anh nha các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đó. Đây, em hướng dẫn lại nhá. Các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Bật cái nút nguồn này lên này, sau đó thì tăng lượng rượu lên một chút này. Đặt chén vào này. Đó, thấy không? Rất ngon luôn nhá. Đó, rất ngon luôn. Đó. Rồi, không dùng nữa lại tắt nguồn đi. Con này thì nó dùng cáp sạc, các bác có thể cắm sạc nhá. Cắm sạc cho em. Đấy. Nó có cái phần cáp sạc ở đít này. Đây. Cắm sạc ở đít này cho em. Đó. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi, 270.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ hẹn giờ nhé. Đồng hồ hẹn giờ đây. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ hẹn giờ như này. Có chuông lắp nhé. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi. Và có hẹn giờ như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Con này thì về nhà các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ vào nhá. Lắp pin con thỏ nhỏ vào, dùng rất là tiện luôn. Đồng hồ hẹn giờ mini rất là đẹp như này. Đó, lắp pin con thỏ nhỏ cho em. Giá thì siêu hợp lý cho các bác rồi. Giá siêu hợp lý cho các bác rồi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hẹn giờ này. Thì về nhà các bác lắp pin đồng hồ bình thường nhá. Đấy, cái này bên em bán là không có kèm pin đâu, không kèm pin. Thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ báo thức. Đấy, đồng hồ báo thức giá sẽ là 70k nhá. 70k một em đồng hồ báo thức như này. Đó, hình rất là ngộ nghĩnh luôn, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các cháu nhà mình cũng ok thôi. Đấy, đây. Đấy, hẹn giờ này các bác bật cái, các bác muốn hẹn giờ thì bật cho em cái nút hẹn giờ này lên nhá. Đó, sau đó thì mình chọn giờ. Còn cái này là chỉnh giờ này, nó sẽ có cho các bác là chỉnh giờ và hẹn giờ luôn. Đó, rất là ngon lành như này. Giá thì chuông của nó kêu cũng khá là hợp lý luôn nhá. Kích thước của nó thì nó sẽ là đây, mặt đồng hồ này thì vào khoảng là 8 cm, còn tổng chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 10 cm, nhỏ xinh luôn. Lên cho em là đồng hồ hẹn giờ, giá sẽ là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 70.000 rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác thấy không? Đây là các cái mẫu đèn LED của bên em này. Đèn lồng thì nay bên mẫu về hai shop, hai mẫu này, một mẫu 50 và một mẫu 80 nhá. Mẫu 50 thì giá là 250, giá siêu hạt rẻ luôn, 250.000 bao ship. Còn mẫu 80 thì giá sẽ là 290.000 nhá. Đối với mẫu đèn lồng này. Tiếp theo là LED pháo hoa này. LED pháo hoa thì sẽ là 140.000, đúng không? 140.000 cho mẫu LED pháo hoa này. Đó, mẫu LED ngọc này, LED ngọc đây. LED ngọc thì sẽ là đi có loại 10m là 80.000 và 20m là 120 nhá. Đó, bảo ghi lên cam. Em sẽ đi chi tiết từng mẫu một nhá. Mẫu này mẫu sẽ là mẫu đèn xoay này. Đó, mẫu đèn xoay này thì có sẵn đèn kèm với đuôi luôn và nó sẽ xoay liên tục như này. Các bác cứ cắm điện vào nó xoay nhá. Đó. Bật điện cho anh đi. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ lung linh luôn. Đây cơ mà. Đó, đây các bác này. Đó thì em sẽ bật điện lên và đi chi tiết cho các bác từng mẫu một, bật hết lên. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Không gian cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Đó. Đây, đầu tiên nó sẽ là mẫu đèn lồng này. Mẫu đèn lồng thì đang review trực tiếp cho các bác này rồi. Đó. Mẫu này là mẫu chữ tiếng Việt nhá, mẫu chữ tiếng Việt phục vụ cho người Việt mình. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật và phục vụ cho người Việt mình, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Phúc lộc thọ này, vạn sự như ý này, chúc mừng năm mới này, tấn tài tấn lộc này. Đó.
các bác nhá, rất là đẹp luôn đó. Giá thì sẽ là con đèn lồng, đèn lồng 80 này thì giá sẽ là 290 nhá, 80 này sẽ là 290.000 các bác nhá, 290.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác cứ lắp đặt bình thường, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác yên tâm sử dụng này. Tiếp theo là mẫu nhỏ 50 này, mẫu nhỏ 50 này thì giá chỉ có 250.000 thôi, 250.000 cho cái mẫu nhỏ 50 này các bác nhá. Đó, 250.000. Đây, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, các bác có thể lên TikTok các bác gõ là cách lắp đèn lồng nhá, cách lắp đèn lồng rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ hoành tráng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu tốt cho các bác rồi, giá siêu tốt cho các bác rồi, mẫu đèn lồng siêu đẹp luôn các bác nhá. Mẫu đèn lồng này thì bên em về nó sẽ có hai mẫu như này nhá, một mẫu 50 là 250 và mẫu 80 là 290 này. Đó, đó sẽ là mẫu đèn lồng của bên shop này. Tiếp theo thì mẫu bông lúa này, các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng, một bó này của nó sẽ là có 10 bông, một bó này sẽ có 10 bông nhá. Đó, đây em đang cắm là hai bó này. Mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Đây, mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá, 130.000 cho cái mẫu bông lúa vàng như này, 130k. Một bó này nó sẽ có 10 cành nhỏ nhá, 10 cành nhỏ. Chiều cao của nó thì từ 6 đến 70cm. Đây. Đấy, một cành nhỏ của nó như này các bác này, một cành nhỏ như này. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá, 10 cành nhỏ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái led kim cương các bác này. Đây. Đây nó sẽ là cái led kim cương này. Đây. Led kim cương như này. Đó, thì con này thì cắm trực tiếp điện luôn. Nó sẽ là dòng là từ 3 đến 50m nhá, từ 3 đến 50m như này. Có điều khiển này, đó, led kim cương. Lên cho em là led kim cương nhá. Đó, led kim cương. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là led kim cương 70.000 nhá. Đấy, led kim cương 70.000 cái led kim cương như này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì led pháo hoa thì các bác đã trông thấy rồi. Led pháo hoa là 140.000 nhá. 140.000. Đó. Led pháo hoa 140.000 cái led pháo hoa như này. Rất đẹp luôn. Nhiều chế độ nháy, nhiều màu sắc nhá, đa màu sắc, có điều khiển để các bác điều chỉnh này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bóng xoay nhá. Bóng xoay. Con này thì sẽ là 60.000 cái bóng xoay như này. 60k thì cái bóng xoay như này nhá. Giá sẽ là 60.000. Có sẵn cả ấy luôn, có sẵn cả công tắc này. Đấy, công tắc tắt bật này. Các bác không dùng thì mình có thể tắt đi bật lên này. Đấy, có công tắc tắt bật này. Tiếp theo nữa sẽ có cho các bác là cả đuôi cả công tắc tắt bật và cả đèn như này nhá. Cả đuôi cả đèn công tắc tắt bật lên cho em đèn xoay 60.000 này. Tiếp theo là cái led ngọc này. Led ngọc này thì các bác có thể sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà đều được hết nhá. Trong nhà hoặc ngoài trời đều được hết nhá. Đấy, nó là sẽ sợi led ngọc như này. Các bác có thể ném xuống nước cũng ok. Đấy, cái này thì nó không có chân, không có ổ cắm đâu. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện thoại nhà mình thôi. Đó, và nó chỉ có chân USB này thôi nhá. Chân cắm USB này về cắm vào cái cục nguồn nhà mình. Đấy, và cái led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi, còn nó không có củ nhá. Đấy, không có củ. Cái led ngọc này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 10m là 80.000 và 20m là 120.000 nhá. Đây, như cái quận này là 10m này, 10m thì 80.000 và các bác muốn lấy gấp đôi thì nó sẽ là 20m là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu nháy năng lượng. Các bác lên mã giúp cho em là nháy năng lượng nhá. Đây, nháy năng lượng như này các bác này. Đó, nháy năng lượng 120.000, nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ở đây có cái nút nguồn đây các bác, bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn là nó sẽ lên. Đấy, đây đèn nó đã lên rồi các bác này. Đèn lên này. Sau đó thì Phương ơi. Giờ cô giao anh tí, đèn lên như này. Và các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đây nó sẽ có một nút nguồn và một cái nút điều chỉnh chế độ nháy này. Lưu ý các bác khi sử dụng con này ấy thì các bác phải nếu ban test ban ngày thì các bác phải che cái mặt pin đi cho em. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng và rất nhiều chế độ nháy luôn. Đó thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là đa màu sắc và một mẫu là nguyên màu vàng nhá. Đấy, mẫu này là đa màu sắc này. Còn mẫu này là nguyên màu vàng đây, em bật cho các bác xem. Đó. Cái này thì nó sẽ là nguyên màu vàng như này. Đó. Có cái công tắc đây, cái này là nguyên màu vàng nhá, nguyên màu vàng. Đó. Và cái này là đa màu sắc này. Cái này của nó thì phải dài tới mấy chục mét luôn, rất là dài bạn, rất là dài đẹp. Và cái này thì hàng chống nước ngoài trời, dùng nó rất là đã như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 120.000 thôi, bật điện lên. 120.000. Lên cho em là nháy năng lượng nhá. Đấy, nháy năng lượng, bật lên đi. Nháy năng lượng 120.000. Đó.
Đây nó sẽ có tấm pin như này và có sẵn cái chân cắm rồi, các bác cắm trực tiếp xuống dưới đất cho em, hoặc là các bác có thể để chỗ nào, để chỗ nào có ánh sáng là xong. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là tự tắt nhá, ban ngày tự tắt và ban đêm thì nó sẽ tự bật thôi, rất là tiện các bác. Đấy, ban ngày tự tắt và ban đêm nó sẽ tự bật cho các bác. Đó, lên cho em là nháy năng lượng 120.000 một quận như này. Một quận này chắc của nó phải được đến 20-30 mét ấy. Rất là dài và nhiều bóng luôn nhá, rất dài nhiều bóng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây, đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá. Đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhé. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã. Thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó, thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB, hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là
đèn USB này, đèn USB đấy, đèn USB giá sẽ là 5k một cái nhá, 5k cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5k một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn trợ lực. Con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này, thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá, đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000, kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ này. Đấy, các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoang đánh nồi đều ok hết nhá, ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này, thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây đấy, ví dụ như các bác kỳ này đánh như này đấy, nó rất là sạch luôn các nhá. Đấy, lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi, các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xoong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xoong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xoong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó, một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây, hình con này hình như là nó là con sư tử các bạn này. Đấy, đây đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé, giúp cho các bác đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá, và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bạn này. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá, 100k, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy, chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy, bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó.
lắp kim cái xoáy ốc của cho em là xong. Đó, sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này, ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng và chế cháo hoặc là thay một cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đấy, đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhé. Đấy, cặp lồng, các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhé. Cặp lồng tầng, giá thì chỉ có 80 cành thôi, 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái, mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra, các bác cứ tách cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8L nhá, 2.8L. Đấy, rất tiện rất luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ nhá. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý, giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy, thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy, rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em. Đốt thoải mái cho em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em. Cực kỳ là ok luôn. Đấy. Đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy, mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn. Hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À, một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu
màu nâu và màu da bò như này nhá, màu nâu và màu da bò như này, đấy, màu nâu màu da bò như này, đấy, nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn như màu đen luôn, đấy, màu này là màu đen này, màu đen này, đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá, đó, da bò tự nhiên siêu mềm luôn, con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá, con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này, bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy, 100k nhá. Đấy, 100.000. 100.000 cho một combo như này, bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy, ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy, thì các bác lên đã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá, giá sẽ là 100k. Đấy, 100.000, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhá. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đây. Đấy. Cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này, nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5cm này. Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k trong cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá, gà tàn bằng đồng như này. Giá sẽ là 80k nhá, 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá, gà tàn đồng, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, xong đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhá, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này. 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhá, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhá, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt, tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy.
lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút biếc đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở đây. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác theo. Đây, pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác theo. Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000. Có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3 gam nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc, một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy, đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác ơi. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240k cho một hộp này nhá. 240.000 cho một hộp này. Và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đây, Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả, giếc đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm, giá sẽ là 240.000. 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây, nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400k nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá.
các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này. Đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy, bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy cho em. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này. Đấy, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000, lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít 160k cho con bình voi như này. Quay sách chiếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên xem là cái băng dính trong hai mặt nhá. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên tiên là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên cho em là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa kẽ chân tay, các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy nha. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này.
các bác có thể đều trồng với nhau đấy, hoặc là để giàn nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k, kích thước của nó thì sẽ là 16 18 20 22 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Đi qua đây mấy lần nhưng mà đi ô tô khó nhìn lắm. Đúng rồi. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng mới này. Đấy thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gió xanh nhá. Đấy, dầu gió xanh. Dòng này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ này. Đấy. Dầu gió hiệu con ó đây các bác này. Dòng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, các bác dùng thì đây, hàng made in Singapore nhá. Sản xuất tại Singapore, nguyên tem nguyên đại như nguyên đai nguyên kiện như này. Và nó là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ thì các bác biết rồi. Đấy, hàng của Mỹ là nó phải đạt tiêu chuẩn thì mới được xuất vào Mỹ nhá. Và sản xuất tại một cái đất nước là đất nước Singapore thì các bác cũng yên tâm sử dụng các bác nhá. Đó. Thì đây. Đấy thì bên shop có bán lẻ theo một lọ và có bán theo cả một lố như này nhá. Một lố như này của nó sẽ là 12 chai. 12 chai. Mua lẻ thì sẽ là 40.000 cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này các bác. Đấy, đây. Hàng sản xuất tại Singapore nhá. Made in Singapore các bác này, made in Singapore. Và hàng này thì nó sẽ là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Xuất cho thị trường Mỹ. Đây. USA các bác này. Đó, đây. Các bác thấy chưa? Đó. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác như này các bác này. Đấy. Hàng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, một cái lọ dầu gió như này. Đấy, các bác lên cho em là dầu gió xanh nhá. Đấy, hoặc là dầu gió là được rồi. Đây. Đấy. USA các bác này. Và sản xuất tại Singapore. Siêu thơm luôn. Đấy, siêu thơm và rất là nóng. Và nắp của nó là hai lẫy liền nhá. Nắp hai lẫy liền. Mở ra là cứ thơm phức luôn các bác này. Đấy, dầu gió xanh. Mở ra rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Bác nào bị đau đầu, đau bụng rồi lạnh chân tay này các bác dùng cho em rất là tốt luôn. Đấy, hoặc các bác có thể cho vào nước để mình dùng để mình ngâm chân rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Tem mác bên trong bên ngoài đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu gió nhá các bác nhá. Đấy, dầu gió xanh. Bên shop sẽ bán theo một lọ như này. Một lọ này thì giá của nó sẽ là 40.000. Còn các bác nếu mà lấy cả dây nhá. Một dây như này của nó sẽ là 12 lọ. Đấy. Một lọ thì sẽ là 40k nhá. Đây. Một lọ này sẽ là 40k cho một lọ dầu gió như này nhá. 40k cho một lọ dầu gió như này. Còn nếu các bác mua cả dây như này nhá, cả dây như này là 12 lọ này. Đấy, 12 lọ nhá. Giá sẽ là 450k. 450k và bên em bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. 450.000 cho một dây như này và bên em bao ship các bác nhá. 450.000. Còn mua lẻ thì là sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 40k cho một lọ dầu gió như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một số các cái mã đồng hồ này. Đấy. Thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì bên em vẫn có mặt đen và mặt vàng như này. Mặt đen và mặt vàng như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Sẽ có cho các bác là mặt đen này, mặt vàng này. Đấy, và đều có lịch hết nhá, đều có lịch hết, đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường như này. Có con mặt đen, con mặt vàng. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Rolex. Giá của nó sẽ là 300k nhá. Đấy, đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k. 300k trong con đồng hồ Rolex nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Orin nhá. Orin đó. Hàng của thương hiệu Orin này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy. Con này thì nó có cả cái hệ thống xoay này các bạn này, rất là hay luôn. Đó, và nó có hai lẫy chỉnh như này các bạn nhá. Hai lẫy chỉnh như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ SK. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một cái mã đồng hồ SK như này nhá, đồng hồ SK. Mặt của nó màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, và cái này nó có cái kiểu xoay xoay các bạn này. Đấy, nó có cái kiểu xoay xê dịch như này. Trông nó rất là hay luôn. Đó. Thương hiệu SK này. Đó. Đây. Rất đẹp các bạn nhá. 260.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đồng hồ SK, giá của nó sẽ là 260k nhá. Đồng hồ SK này, 260.000 cho con đồng hồ SK như này, 260.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái
táo khô nhá. Đây, táo khô hàng của Nhật các bác nhá. Táo khô hàng của Nhật. Một bịch này của nó thì bên shop đang gửi tới cái giá đó là 80.000 cho một bịch như này. 80.000 cho một bịch như này. Một bịch này của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân nhá. Từ 8 lạng đến 1 cân. Thì cái này các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là mình hãm nước uống này, hoặc là mình dùng để ngâm rượu cũng rất là ok nhá. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng, ngon và rất là thơm luôn. Các bác ngâm rượu rất là thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 80k. Công dụng thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, ngâm rượu này, hoặc là mình dùng để mình hãm nước uống cũng rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, đít này nó sẽ có cho các bác là cái lẫy để các bác lắp pin vào đây cho em này. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó. Cái này thì các bác sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ đấy nhá. Bên em bán thì không kèm pin đâu nhá. Giá chỉ có 90k và không có pin. Về nhà các bác tự lắp cái pin con thỏ nhỏ nhà mình vào là mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể dùng để mình pha trà, pha cà phê, rồi nói chung là pha ngũ cốc, pha cái gì cũng được. Đấy, các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường nhá. Có một cái hạt nam châm từ trường như này, các bác cho vào nó sẽ bắt vào đây. Hàng thì bên ngoài bằng nhựa nguyên sinh, bên trong thì inox 304 nhá. Đấy, thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện luôn. Đấy, và các bác bật nắp này lên cho em này. Đó, lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều cho em, và pin là pin còn sống nhá. Đấy, như này cái này của em hình như là nó hết pin rồi. À đây được rồi đấy các bác. Đấy. Nếu các bác lắp mà không đúng chiều hoặc là pin hết thì các bác thay pin mới, hoặc là lắp đúng chiều cho em là được các bác này. Đây. Đây các bác này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, rất là tiện các bác này. Đó. Thì mình cho vào mình pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Giá sẽ là 90k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác lên xem là dầu nóng Hàn Quốc. 40k một lọ như này. Đấy, 40k một lọ như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Chuyên trị đau khớp gối này, khớp vai, cổ này, đấy, cổ và sống lưng. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng kem như này các bác này. Đấy, dòng kem như này các bác xoa vào cho em rất là tốt luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k trên một lọ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này thì các bác chuyên dùng để mình khóa xe cho em rất là tiện này. Đấy, đây. Ví dụ như là nó rất là nhỏ gọn, hai ngón tay như này thôi, nhưng mà nó là dòng thép đặc, các bác dùng rất là thích. Đây, các bác chỉ cần mở ra này cho em này, sau đó thì rút chìa ra. Đấy, và mình đặt vào cái phanh đĩa, mình chỉ cần sập vào này là xong, rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là khóa phanh đĩa này là bao nhiêu? 55.000 cho một cái khóa phanh đĩa như này, rất là tiện nhá. Hàng bằng thép nguyên khối này, các bác chỉ cần là sập vào cái phanh đĩa, sau đó thì nhấn nút thế là xong, là cái xe của mình đã bảo vệ được an toàn rồi. Giá thì chỉ có 55k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này thôi. Nhà bác nào mà có xe đạp, xe máy mà hay đi làm công trình hoặc làm ngoài đường, hoặc để ngoài đường thì nên có, rất là tiện luôn. Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Đấy. Khóa phanh đĩa giá sẽ là 55k cho một con khóa phanh đĩa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Đấy, tất vỉ thì bên em có dòng màu đen và màu ghi. Đấy. Đợt này thì lại về thêm cho các bác cả cái màu ghi nữa. Đấy. Trước thì có màu đen, màu trắng, bây giờ thì có màu đen với lại màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi như này các bác này. Đấy. Một vỉ này là 10 đôi, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy. Các bác dùng cái này thì rất là thích luôn. Chất liệu của nó thì 100% là sợi cốt tông, cho nên là thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt, chống hôi chân rồi nấm mốc các thứ rất là tốt luôn nhá. Và độ dài của nó là vừa phải, thì các bác dùng mùa đông đều được, mùa đông mùa hè đều ok nhá. Đấy. Bác nào hay đi giày thường xuyên thì mua cái này cho em. 90.000 một vỉ như này, các bác mua về để mình sử dụng dần. Đấy, mua về mình sử dụng dần thì nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ như này. Có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn. Trước thì có màu trắng, nhưng mà đợt này về nó sẽ có là màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất đựng trong một cái vỉ như này và 10 đôi.
lên cho em là tất vỉ 10, giá của nó sẽ là 90k. 90k trên một vỉ 10 đôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bàn là hơi nước mini rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình gọi là mang đi du lịch này, đi công tác này hoặc là đi làm đều được hết nhá. Đấy, một con bàn là hơi nước mini như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng sử dụng công suất của nó là 700W này, 700W. Đấy, điện 220V. Đấy, 700W điện 220V rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái hệ dây như này, và về nhà thì các bác chỉ cần là tháo cho em cái nắp này ra này. Tháo cái nắp này ra. Sau đó thì tháo nắp này ra này. Đấy, đây sẽ có cái nắp này tháo ra, các bác tháo ra, sau đó thì các bác cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình có thể mình dùng mình phun nước rồi. Nhất cái này là nước nó sẽ ra này. Rất là tiện nhá. Đấy, và gập xuống nó rất là gọn. Và có điều chỉnh cho các bác cả nhiệt độ luôn, thì các bác dùng nó rất là thích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini này thôi. 135k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini 135.000. Rất là tiện, các bác có thể mua để dùng trực tiếp ở nhà hoặc là mang đi du lịch cũng các thứ rất là ok nhá. Bàn là hơi nước mini này. Bàn là mini. Mini giá sẽ là 135k. Đó, 135k cho con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ đeo tay các bác nhá, đồng hồ đeo tay. Đây nó sẽ là một con đồng hồ điện tử như này. Bên shop gọi nó là đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đeo tay, và có cho các bác là một cái đốc sạc này, một đốc sạc và hai cái dây như này để các bác lắp vào này. Dây thì các bác lắp vào đồng hồ này cho em. Đây. Cái dây thì các bác chỉ cần sập vào cái lẫy, cái rãnh họ đã để sẵn như này, các bác sập vào đây cho em là xong này. Đấy. Cái dây các bác sập vào như này là xong, là mình đeo thôi. Con này thì giá rất hợp lý nhá. Đồng hồ thì thân của nó là bằng khung nhôm hết nhá, khung nhôm hết. Về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nói chung là xem giờ, rồi tính bước chạy các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Một con đồng hồ như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ T8 nhá. Giá sẽ là 170.000. Đấy. Đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 170k một chiếc nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Sử dụng thì cực kỳ là hữu ích luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cảm ơn kia tỉa lông mũi đây. Đó. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là tỉa lông mũi inox. Cái con dao vàng như này nhá. Con này thì bên shop đang bán là 30.000. Đợt này thanh lý nốt cho các bác, giá chỉ còn 20k cho một con dao vàng như này thôi. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Dao này thì rất bén các bác. Dùng để dọc giấy này, gọt hoa quả thứ gì rất là ok luôn nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho con dao vàng này các bác này. Đây. Rất bén luôn các bác này. Đây, các bác thấy không? Rất bén luôn nhá. Đấy. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Con này các bác dùng để têm gọt trầu này, gọt hoa quả các thứ này. Đấy, thái rau thái dợi rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng, giá sẽ là 20k cho một em dao vàng như này nhá. Dao vàng 20.000. Đó. Dao vàng này, giá sẽ là 20k nhá, 20k. Tiếp theo thì một cái sản phẩm tỉa lông mũi bằng inox như này. Con này bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi này thôi. Đấy, 30.000 nhá. Đây. Đây thì cái này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon này các bác này. Đấy, cái này các bác bấm này cho em này, bấm này cho em. Đó, đây, cái lông nó ra này các bác này. Đó. Thì con này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Em chỉ còn có 2-3 con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 30k này. Đấy, tỉa lông mũi inox giá sẽ là 30.000. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để dính ổ điện này, rồi dính các cái thiết bị khác cũng rất là ok luôn. Dính ổ điện rồi dính đa di năng nhá, điều khiển với các thứ trên tường mình dính vào rất là ngon. Thì giá thì hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20k thôi nhá. 20k cho một quận băng dính trong như này. Lên mã giúp cho em là băng dính trong nhá. Giá sẽ là 20.000. Đó, 20.000 cho một quận băng dính trong như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, Rolex mặt vàng rất là đẹp như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 một cho em đồng hồ Rolex như này. Đồng hồ này chạy bằng pin nhá. Đây. Đấy, bằng pin này đang chạy bình thường, có cả đèn báo cho các bác luôn này. À, có cả ngày lịch cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Đó, 300.000 cho con đồng hồ Rolex mặt vàng như này nhá.
Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái củ sạc xanh các bác, củ sạc xanh. Con này đang bán là 30.000 đợt này, thanh lý nốt cho bác cái giá là 20.000 cho một cái củ sạc xanh như này nhá. Lên cho em là củ sạc xanh, đấy nó chỉ có củ này thôi. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nhá. 20k cho một cái củ sạc xanh như này. Đấy, nó sẽ bao gồm là 3,1A và có 3 chân như này, về nhà các bác theo hộ cắm luôn. Em còn vài cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá là 20.000 cho cái củ sạc xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc khay úp cốc như này thôi. Đó, 60.000, có kèm cho các bác một cái đĩa để các bác hứng đồ bên dưới này luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Bỏ cái xích chó ra này. 60.000 cho một cái khay úp cốc như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đó, 60.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi. Đó, thì có cái đĩa ở đây các bác đặt vào, và một cái bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái phần như này thì úp được 6 cái cốc nhá. Úp được 6 cái cốc luôn. Lên cho em là khay úp cốc, giá sẽ là 60k các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đùi lò xo nhá. Đấy, con này đang bán là 35.000 lượt này, thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k thôi. Giá này là không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn các bác nhá. 30k cho một cái đùi lò xo như này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, và các bác cắm ở các vị trí nào cũng rất là ok luôn. Giá sẽ là 30k cho một cái đùi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đánh bóng xe hơi nhá. Đánh bóng xe hơi nhá. Con này thì gọi là đánh bóng xe hơi thôi, còn các bác dùng đa di năng được hết. Các bác muốn đánh bóng ở đâu cũng được. Các cái bề mặt nhựa, bề mặt nhám này, các bác chỉ cần là cho ra cái bông này, sau đó thì các bác di đi cho em. Đấy, vuốt đi cho em là xe đổ ra đồ nhựa là sẽ bóng hết luôn nhá. Đổ ra đồ nhựa đánh bóng đẹp cho các bác luôn. Đánh bóng xe hơi, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một lọ đánh bóng xe hơi như này. Cái này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là đa di năng luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đây các bác chỉ cần là đánh bóng đi này, đưa vào vuốt đi cái là nó sẽ bóng luôn như này các bác này. Các cái phần nhựa nhám này, lốp này, đấy. Thấy chưa? Đó. Đấy, đánh bóng này rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đó, phủ ceramic luôn. Tăng độ bóng nhá, chống nước rất là tốt luôn. Đấy, ok các bác nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái lọ đánh bóng xe hơi này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ sản phẩm đó là cái xích chó nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ được là đây, một chiếc này thì chiều dài của nó đâu đó vào khoảng là 1m2 đến 1m rưỡi các bạn. Đấy. 1m2 đến 1m rưỡi cho một chiếc xích nha. Đấy. Tầm khoảng 1m2 đến 1m rưỡi một chiếc. Giá thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho một con xích chó như này các bạn này. Đấy, chiều dài khoảng một từ 1m2 đến 1m rưỡi. Đấy là tầm khoảng 1m2 1m rưỡi thì đấy các bạn này. Đấy, đây một con xích như này. Cái này thì gọi là xích chó nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể xích chó con hoặc là xích mèo cũng ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một chiếc như này thôi. 25.000 cho một chiếc như này. Đấy, có đầu đai hẳn hoi như này nhá. Và đây. Đấy, của nó là bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này để các bác quặc vào này. Đấy, còn lại là một cái đầu này để các bác quặc vào cái phần đai của con chó con mèo nhà mình. Lên mã giúp cho em là xích chó mèo nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái xích chó mèo như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ. Em lên cho bác cái vòng trầm gỗ nhá. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn là 45.000 cho một con vòng trầm gỗ nha thưa các bác nhá. 45.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Có mùi thơm dịu nhẹ ở đây, có kèm cho các bác là một cái đài sen ở giữa rất là đẹp này. Đấy, đựng trong một cái hộp hàng thanh lý siêu thị nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45.000 cho cái vòng trầm gỗ này. Giúp các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, lòng máu huyết lưu thông. 45k trong cái vòng trầm gỗ như này nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Có cả cho các bác là một cái đôi pin để các bác lắp và điều khiển này. Đấy, công suất của nhà sản xuất thì là 120W, cũng khá là sáng luôn. Đây, 120W khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình tích điện ăn cơm ăn nước này. Đấy, sử dụng đa di năng luôn, có cả điều khiển luôn nhá. Quai đeo có cả đèn đỏ cảnh báo này các bác. Đấy, có các chế độ sáng này, có đèn cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cái cáp để các bác cắm sạc này, một đôi pin và một cái điều khiển như này. Đấy, bao nhiêu thứ như này mà giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên cho em là bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80k cho một cái quả bóng tròn tích điện như này. Giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo 3 món như này. Cái này bao nhiêu đấy? Sẽ bao gồm cho các bác là 3 món như này luôn. Đấy. Một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo này là nạo dọc này, có hai chiều luôn, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này.
Tiếp theo là một cái nạo ngang như này, nạo ngang như này nhá. Đấy, cái này là ngang này, còn cái này em gọi là dọc này, và một con dao như này. Con dao này thì có kèm thêm cả cái nhíp đằng sau để các bác nhổ lông gà, lông cá luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Đấy, một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì hôm nay sẽ là giá tri ân cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, cho 3 cái luôn. 25.000 cho 3 cái, mua tính ra vào có 8.000 thôi. Đấy, nạo 3 món nhá. Đấy, em là nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã xẻng sinh tồn đây. Đấy. Giá sẽ là 250.000 cho một con xẻng sinh tồn như này. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng vừa làm xẻng, vừa làm cuốc cho em cũng ok. Đấy các bác. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất thép của Nhật thì các bác biết rồi nhá. Ở bên này thì có các bác là dùng để chặt này, bên này dùng để cưa này, cái này dùng để cắt dây này, cái này dùng để vặn ốc này. Đó, và đầu xẻng này thì dùng để đào này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết đi kèm này. Đấy. Có dao dợ các bác có thể lắp vào này, có dao dợ này. Đấy, rồi có cả đầu phá kính kiếp các kiểu này. Đấy, các bác cứ lắp vào cho em là xong. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Dao thì các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, dao xoáy vào đây. Và các bác có thể kết nối vào để mình sử dụng, mình làm chế cháo các kiểu con là điều được luôn. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì một cái con xẻng như này, giá thì đang thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. 250.000, chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, các bác rút đây cho em này. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi 80 cm nhá. Đấy, 80 cm. Đây, em sẽ đo thực tế cho bác xem. Xoáy vào như này. Ở đây nó có giòn, có ren giếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, giòn ren giếc đàng hoàng như này. Đấy. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi đây. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi 78 nhá. 77-78 các bác. Đấy. 77-78 cm. Đấy, cái phần xẻng này thì sẽ là 13 này, gần 13. Gần 13 và chiều dài của xẻng là khoảng 16 nhá. Đấy, cơ bản nó như thế. Đây. Đấy, thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng, dùng làm cuốc được luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Đấy. Thép trắng không gỉ này. Xoay như này thì sẽ là thành cái cuốc này. Đấy, các bác theo. Đấy, thành cuốc như này. Các bác dùng cũng rất là tiện này. Đấy, cuốc đất rồi các bác có thể mang trên ô tô để mình đi phượt này. Đấy, hoặc trên xe máy bỏ vào thì nó rất là gọn, các bác có thể tháo ra gấp vào nó rất là gọn luôn. Mang đi rừng, đi phượt này, rồi đi các bác đi chế cháo, nói chung là rất là đa chức năng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá, có dao, có dợ đàng hoàng. Bên trong này có cả ốc vít cho các bác, rồi là dùng để đây, đánh lửa đánh nhiếc được. Cái tính năng đánh lửa này thì em cũng không dành lắm, các bác có thể dùng được thì các bác dùng thôi. Đó, cơ bản như vậy. Giá thì có cả đầu ốc vít đây các bác này, có cả đầu ốc vít đây. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, rất tiện ích nhá. Đấy, combo cho các bác, và có cho các bác một cái túi bằng dù như này để các bác đựng vào này. Đấy, một cái túi bằng dù này các bác đựng vào mình sử dụng. Nó rất là tiện ích luôn. Một con xẻng sinh tồn như này, giá chỉ có 250 cành thôi. Rất sắc bén quá nhá, rất sắc bén luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý để các bác có thể siêu tầm này, hoặc là sử dụng để mình đi chế cháo, rồi nói chung là đa chức năng được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 250k cho một con xẻng sinh tồn như này, 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ rất là tiện ích này. Đấy. Nó bằng LED như này. Về nhà các bác chỉ cần cắm cái cáp này vào cho em là xong. Đó. Và nó sẽ hiển thị giờ thôi, hiển thị giờ ở đây. Thì các bác có thể vừa dùng làm đồng hồ, vừa làm đèn ngủ, có thể lắp pin được này. Có thể lắp pin vào đây cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con đồng hồ LED này, 140.000, rất là tiện luôn. Đây, số nó sẽ nảy đúng mô phỏng như trên hình như này các bác này. Đấy, to rõ ràng. Vừa để làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ xem giờ luôn, khá là tiện các bạn. Lên cho em là đồng hồ LED. Giá sẽ là 140k nhá, 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn pin hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Hàng Đức xuất cho thị trường Nhật đây. Made in Germany này. Đó, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có một cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Có một cáp sạc luôn. Đây. Bật nguồn lên các bác này. Đó. Và có chức năng là tắt bật tự động này, chỉ cần gạt qua này thôi. Ở đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến này. Đấy, một con bật, một con tắt này. Con bật, con tắt rất nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi cho một con đèn wifi như này. 130.000 nhá. Thế mã xem là đèn wifi 130.000. Này còn mấy cái?
Tiếp theo thì bên em còn mấy cái vòi chậu rửa này các bác này. Đó. Vòi chậu rửa mặt đây các bác này. Đấy, vòi chậu rửa mặt đây. Đấy. Thì ở đây thì em còn 5-6 cái nữa thành lý nốt cho các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái vòi chậu rửa mặt như này. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, rất đẹp như này các bác nhá. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Hàng mạ chrome đẹp sáng bóng nhá. Hai đầu nóng lạnh cho bác luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn là bao nhiêu đây? Giá thanh lý cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho một con như này. Giá còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho bác. Đấy. 230.000 cho một con như này thôi các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa tròn nhá. Vòi chậu rửa tròn. Vòi chậu rửa tròn em còn và chậu rửa tròn cao nhá. Giá sẽ là 230k. Em còn 5 con nữa thanh lý nốt rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhá. Còn dưới 200.000 thì các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship mà thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh các bác nhá. Máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35k thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc. Đấy. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây, về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em. Chuyên đổi chuột đổi côn trùng đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này thì rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có 35k cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Qua lên cho em là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bác. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 Các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, made in France. Hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá là mình bóp là nó sẽ
cái thước nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, giá chỉ có 130k thôi. Các bác lên mã giúp em đó là mỏ hàn thiếc nhá. Giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh. Lên cho em là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động thì các bác dùng nó cũng rất là thích. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác luôn. 130 à? Lên theo là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy ra đây. Gắp ba đĩa này. Đấy thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên theo là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhá, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái gắp bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này. Cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé, bộ gắp bát đĩa. Giá sẽ là 50k cho một bộ như này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Bộ gắp bát đĩa nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy, các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này, cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau, sau đó thì các bác xoa đi. Đây, để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện đây. Về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này. Các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm
cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ khi vắt nó sẽ trơn dễ vắt hơn. Và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác, để nó sẽ vắt khô luôn. Còn các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn, cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt này. Đấy, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn, nó cũng khá là tiện. Khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho bọn em chổi chữ nhật thế này. Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng là gần 40 cm. Và con này nó cũng là vắt tự động luôn, các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn. Nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nhá, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân rồi lưng rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy. Lòng bàn tay, lòng bàn chân rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy. Đầu tròn, đầu tày rồi đầu hình súng thôi nhá. Đấy đây. Nó sẽ là hình khẩu súng như này, lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k cho một em súng thư giãn như này. Rồi ok.